Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả bút ký Dòng Nước Ngược của Tâm Phương. Đó là một cuốn sách đang được độc giả và Phật tử khắp mọi nơi đón nhận cách nồng nhiệt, đặc biệt những người sắp hành hương về miền đất Phật. Một cuốn bút ký đầy cảm xúc, sinh động, hấp dẫn từ đầu đến cuối như tiểu thuyết, ghi lại hành trình về tứ đồng tâm, về miền đất Phật. Giá 15 mỹ kim cộng 50 kim tiền cước phí. Muốn mua sách, xin quý vị hãy gọi cho số điện thoại 408-297-9001, 408-297-9001. Xin được thân ái kính chào quý khán giả của Truyền hình Việt Nam .tv. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2011, thành phố Pasadena với nhiều triệu đóa hoa hồng đã trở thành những truyền thống tốt đẹp trong buổi diễn hành để mừng đón năm mới 2011. Dù bầu trời thành phố Pasadena, miền Nam California thiếu ánh nắng, nhưng hàng năm 7 triệu người trên đường phố đã nói lên cái tính chất quan trọng của ngày đầu năm 2011 như thế nào. Thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi làm bàn đến những sự kiện liên quan đến ngày Tết Ta, Tết Tây và đặc biệt là những phong tục tập quán của Âu Mỹ cũng như phong tục của Á Châu và Việt Nam chúng ta. Thay mặt cho Truyền hình Việt Nam .tv, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng cùng với anh Nguyễn Xuân Nam, Tổng Giám đốc hệ thống của Cali Today, xin được trân trọng kính chúc quý khán thính giả, quý vị mạnh thường quân, quý vị quảng cáo cũng như tất cả quý thân chủ một năm mới 2011 thành công, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự hanh thông. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị anh Nguyễn Xuân Nam có lời chúc Tết. Xin trân trọng kính mời anh. Xin trân trọng kính chào quý vị và chào anh Nguyễn Hồng Dũng. Thưa quý vị, trong suốt một năm, thưa quý vị đã theo dõi các chương trình Truyền Việt Nam và Nhật Báo Cali Today đem lại cho quý vị. Trước cái thềm năm mới, cho dù là năm mới theo kiểu dương lịch hay năm mới thì kiểu âm lịch, chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới của trong năm. Chúng ta bắt đầu 12 tháng dương lịch trong năm và sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu 12 tháng âm lịch trong năm. Trong cái phút mà giao thoa giữa năm cũ và năm mới, trong giây phút được gọi là thiêng liêng nhất đón mừng năm mới, cái câu nói tốt đẹp nhất, lời cầu mong tốt đẹp nhất, điều mơ ước tốt đẹp nhất, chúng tôi xin cầu nguyện ơn trên che chở cho tất cả chúng ta, dù quý vị ở tôn giáo nào, dù quý vị đang sống trong nước tại hải ngoại, dù quý vị sống ở bất cứ một cái nơi nào trên hành tinh này, chúng tôi cầu mong ơn trên che chở tất cả chúng ta được một năm mới vạn sự an khang, thịnh vượng và hạnh phúc, thưa quý vị. Cái điều ngạc nhiên của chúng tôi là trong năm nay đã vào những ngày giáp Tết Tây thì có một cái cuộc tranh luận nhỏ nhỏ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta về việc nên hay không nên theo cái Tết âm lịch. Cái cuộc tranh luận này, thưa quý vị, nó không chưa đến đầu đến đũa, nó chưa đến ngã ngũ là nên như thế nào. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái khởi đầu một năm, chúng ta không muốn là một năm nó rất là Việt Nam, rất là dân tộc. Họ chờ đợi một cái vận số không phải chỉ có việc của cá nhân chúng ta không, mà họ chờ đợi, họ cầu nguyện, họ mơ ước trong vận số của dân tộc được thịnh vượng, được ấm no, được độc lập, được phát triển, được tròn trịa, vân vân. Cái nhìn trong khía cạnh nào đó, trong sự tranh luận đó, chúng ta thấy một cái khát vọng trong dân tộc. Chúng tôi trân trọng cái điều đó, thưa quý vị. Cũng tại năm đầu năm nay, quý vị có thể theo các chương trình mà truyền hình của CNN, họ tổng lược cái năm mới đến từ múi giờ một, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ những vùng như cái cảng Harbor của Úc, cho đến cái ngọn núi Phú Sĩ Sơn, đến Tokyo của Nhật Bản, cho đến cái nơi hưởng cái năm mới cuối cùng trên hành tinh này. Thì truyền hình CNN cũng gửi đến tất cả quý vị những cái thước phóng sự truyền hình đó để chúng ta thấy không khí toàn vẹn của hành tinh này đón mừng năm mới như thế nào, thưa quý vị. Mà có cái điều rất là đặc biệt, có điều rất đặc biệt, thưa quý vị. Lâu nay đó, mấy năm chúng tôi cứ nhận tưởng rằng là chỉ có người Việt của chúng ta hay người Á Châu mình có cái câu đó, theo cái truyền thống cổ mình có câu có thờ thì có thiên, có kiêng thì có lành.
Phan Dũng. Dạ đúng. Và chúng ta thấy đầu năm á, chúng ta thấy từ ăn mặc và quần áo mới đẹp đẽ, cái màu là hy vọng hoặc là màu xanh, hoặc là chúng ta mặc những cái màu đỏ vân vân để đem lại cái sự tài lộc, sự phúc lộc của đầu năm của chúng ta vân vân. Chúng ta cứ những tưởng rằng chỉ có người Việt, người Á Châu chúng ta mới theo những tập tục như vậy. Vâng. Nhưng mà khi sáng nay anh Quỳnh Hồng Dũng với chúng tôi mở những trang báo phương Tây ra đọc, đặc biệt theo dõi cái tập tục truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng của nhiều dân tộc khác nhau phương Tây, thì té ra thì họ cũng tin như mình. Họ cũng tin như mình. Cho nên nhân cái ngày đầu năm này, thưa quý vị, chúng tôi và anh Quỳnh Hồng Dũng xin màn phép có đôi điều. Sau khi chúc Tết quý vị xong, chúng tôi cũng gửi đến quý vị một vài cái niềm tin, cái tín ngưỡng phương Tây để chúng ta có thể áp dụng nó trong ngày đầu năm của mình, và với cái cầu mong là tất cả chúng ta sẽ hưởng một năm mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Và đó là cũng là cái mục đích của anh em thực hiện chương trình này. Phản ứng Nguyễn Dũng. Dạ vâng, anh Nguyễn Xuân Nam cũng thay mặt cho hệ thống của Kali Today cũng đã gửi đến những lời chúc Tết đến quý độc giả, quý khán giả, quý thân chủ quảng cáo cũng như toàn thể quý vị trong ngày đầu năm. Và chúng tôi cũng hy vọng như vậy, tất cả quý vị sẽ là những người ủng hộ chúng tôi mạnh nhất. Vì vậy mà rất là mong cầu quý vị có nhiều sức khỏe dồi dào. Kính thưa quý vị, với truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta, mỗi độ xuân về thì bánh tắc dưa hành, cấu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh vẫn là những cái hình ảnh mà không thể thiếu được trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Tuy nhiên, đối với những cái tập tục của người phương Tây, đặc biệt là các nước Âu Mỹ đã có những cái tập tục như thế nào đối với cái ngày mùng 1 Tết, thì chúng ta cứ những tưởng rằng họ là những người có một cái niềm tin bình thường và không dính vào những cái sự kiện như là ăn uống, như là hoa quả, như là cái cách đi đứng ăn mặc. Nhưng thật sự khi càng tìm hiểu về nền văn hóa Âu Tây và đặc biệt là tại Hoa Kỳ này, chúng ta mới thấy rằng họ có những cái ý niệm, có những cái suy nghĩ, có những cái tập tục nó cũng tương tự và nó cũng giống y như người Á Châu của chúng ta. Đó là cái điểm lý thú mà ngày hôm nay khi mà chúng ta ở tại cái đất nước Hoa Kỳ càng sâu thì chúng ta thấy giữa Đông và Tây có những điểm tương đồng, mà chính những điểm tương đồng đó nó làm cho con người chúng ta thăng hoa ít nhất là trong ngày đầu năm. Và cũng chính vì vậy mà hôm nay anh em của chúng tôi làm bàn đến cái sự kiện thứ nhất là cái người Âu Châu cũng như là cái người Hoa Kỳ, họ quan niệm về cái cách ăn uống như thế nào, họ quan niệm về cái màu sắc trong cái ngày đầu năm như thế nào, họ quan niệm về những cái hình tượng cũng như là những cái sự kiện để mà trong suốt 365 ngày còn lại là những ngày tốt lành và đẹp đẽ nhất. Vì vậy mà chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị, anh Nguyễn Xuân Nam đã đọc qua những bài báo cũng như cùng chúng tôi sẽ nói đến những cái sự kiện. Trước nhất là xin mời anh Nguyễn Xuân Nam nói về cái sự kiện ăn uống trước, bởi vì cái ăn uống chính là cái điều mà nhân loại chúng ta cần sống và cần phải có những cái thức ăn để nuôi sống chúng ta. Vậy thì thức ăn như thế nào để đem lại cái sự hạnh phúc cũng như là sự an lạc và giàu có trong suốt năm? Thưa Dũng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa quý vị, là chúng ta nói là nói theo cái truyền thống văn hóa, cho nên có thể các vị bác sĩ ngoài kia đó có thể không đồng ý điều này. Nhưng mà có những cái niềm tin thì nó rất là thuần túy văn hóa và truyền thống, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng chúng ta nói đầu tiên nó ăn uống ngày đầu năm. Và trong chương trình này quý vị sẽ nghe có một món ăn rất là Việt Nam. Quý vị thử đoán xem là món ăn gì. Và được thế giới ngày nay được xem đó là món ăn mà nó phù hợp nhất cho cái ngày đầu năm, kể cả đầu năm Tết Tây. Ý nghĩa của nó như thế nào, thưa quý vị? Nó vừa mang tính chất là âm dương ngũ hành, ngũ sắc, ngũ tố, vân vân. Thì chúng ta sẽ coi thử các món ăn Việt Nam này đang được lên ngôi trở thành món ăn được thế giới chú ý, gọi là món ăn của ngày đầu năm. Thưa quý vị, nói đến cái vấn đề mà văn hóa đó, thì cái ẩm thực là một đặc trưng của văn hóa. Ngày đầu năm ta ăn á, thì ta sợ ăn cái điều gì nó xui xủi. Unlucky food, nó gọi là người Mỹ nó gọi là unlucky food, là cái thực phẩm mà xui xẻo, không nên ăn ngày đầu năm. Và có những thực phẩm là lucky food, là thực phẩm mà may mắn, chúng ta nên ăn ngày đầu năm. Chúng ta thấy đó, ngày ở tại Việt Nam chúng ta, cái chuyện mà bánh chưng và bánh dày hay là bánh tét thì thường thường trong đó có cái nhân, để nhân thịt heo. Phạm Dũng, cái nhân đó, nhân thịt heo. Chúng ta thấy cái đòn bánh tét ở trong đó có cái nhân thịt heo. Và chúng ta thấy trở về cái nông thôn Việt Nam
đặc biệt là cái tỉnh miền Trung như quê Dũng, quê chúng tôi, thì ngày Tết, những ngày giáp Tết, các cụ còn mổ heo. Người ta bắt gọi là mổ lợn, right? Để họ dùng cái ruột làm nhiều món. Dùng cái thịt heo cũng làm rất là nhiều món. Cho nên thịt heo cũng trở thành một món ăn rất là thuần túy người Việt. Nhân cái ngày đầu xuân. Nhân ngày đầu xuân. Tuy nhiên nếu quý vị nhìn ở phương Tây đó, có một cái tương đồng rất lạ lùng. Người ta nói cái con vật mà may mắn nhất để ăn đầu năm, cái thịt mà của con vật may mắn nhất mà chúng ta nên ăn đầu năm chính là thịt heo. Anh dùng quý vị người ta tương tự. Thịt heo đó là cái thân thể con heo nó tròn trịa. Nó tròn trịa. Mũm mĩm. Và con heo nó có cái miệng cười rất là lạc quan. Cho nên thịt con heo được xem là con heo là được xem làm con vật mang cho chúng ta đó một cái niềm hạnh phúc, sự giàu có, abundance, sự phong phú, giàu có, prosperity, sự phong phú, giàu có ngay ngày đầu năm. Và không phải chỉ cái thịt con heo, mà ngay cả cái phong cách sống con heo. Một con heo mỗi lần nó đi tìm thực phẩm, chúc quý vị thấy con heo nhà quê của chúng ta không? Nó mỗi lần nó tìm thực phẩm, nó hay ủi đầu xuống đất, mà nó đi ra lao ra trước. Nó đi về phía trước, chứ không phải là loại thụt lùi. Chốc người ta sẽ thấy những con vật nào thuộc loại thụt lùi sau. Cho nên con heo ngoài cái việc mà cái thân thể nó, cái gương mặt nó trở thành một cái niềm vui, là biểu tượng sự tròn đầy, biểu tượng sự giàu có, thì nó là một cái ý chí tiến lên trong những ngày đầu năm. Cho nên chính vì như vậy, các cái nước như Ireland, Cuba, Austria là Áo, hay là Germany, hoặc là Sweden là Thụy Điển, họ coi cái việc ăn thịt con heo ngày đầu năm được xem là đó là thực phẩm may mắn. Và những cái quốc gia này trên 300-400 năm về trước, những quốc gia này họ di cư sang bên nước Mỹ này, sang tân lục địa này, họ mang theo cái truyền thống đó sang nước Mỹ. Và bây giờ nước Mỹ cũng được xem là nước Mỹ được xem là cái nước theo có cái nền văn hóa là ăn thịt heo ngày đầu năm. Đó là thịt của sự mà lucky, sự may mắn. Cho nên thưa quý vị, có lẽ thịt con heo là cái thịt mà chúng ta nên ăn ngày đầu năm. Thì cái này chúng ta thấy cái giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa của phương Tây nó có tương đồng phản dụng. Vậy thưa Nam, nếu mà người ta không ăn thịt heo nhưng người ăn chay thì ăn gì anh? Thì ăn chay thưa quý vị, chốc ở đây quý vị sẽ nói là ăn chay là cái gì. Chúng tôi xem mọi người nghe trong chương trình này, đối với những người mà ăn chay đó vì sức khỏe hay ăn chay vì tu tập theo cái đạo Phật đó, cái việc cấm sát sinh, thì chúng ta sẽ ăn cái gì? Chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần 2 của chương trình này. Như vậy nói cái thịt của con vật may mắn á, thì có cái loại thịt của con vật không may mắn. Đúng không? Mà chúng tôi nói điều này ra thì chúng tôi xin lỗi trước quý vị. Nếu bán heo mà đắt hơn á, quý vị chuyên muốn bán thịt heo mà đắt hơn á, thì quý vị cũng đừng cảm ơn chúng tôi. Bởi chúng tôi không có nhằm mục đích mà quảng cáo cho quý vị. Mà giúp chúng tôi nói những cái loại thịt mà quý vị ăn á, và đầu ngày đầu năm nó bị dễ bị mà unlucky thì không may mắn đó, thì quý vị cũng đừng trách chúng tôi là chúng tôi đụng chạm thương mại quý vị. Bởi vì chúng ta nói là trong vấn đề ẩm thực là văn hóa của phương Tây, phương Đông. Trong những cái loài mà nói đến á, người Mỹ đã gọi là what not to eat, những cái thực phẩm nào không ăn vào ngày đầu năm, thì nói chung là họ có một câu rất quan trọng như thế này thưa quý vị: anything with wings is a no-no for New Year. Bất cứ con vật nào có cánh thì là no-no thưa quý vị, không nên ăn, không nên ăn nhân cái đầu năm mới. Bởi vì sao đó? Họ sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nó bay đi hết. Cho nên cái nó fly, nó bay đi hết. Cho nên là khi mà quý vị ăn những cái loại đó, những cái con đó, chàng con chicken hay là con gà, chim, con chim, tất cả những cái con vật mà có cánh đó, thì chúng ta không nên ăn trong ngày đầu năm. Bởi vì nó sẽ đem tất cả những vận tốt, đem tất cả sự may mắn của chúng ta sẽ bay đi chỗ khác hết. Thì quý vị nếu mà muốn giữ lại sự may mắn của chúng ta thì quý vị nên ăn thịt heo và không nên ăn những loại mà chicken, loại vịt, loại gà hay các loại chim và có cánh vân vân và vân vân. Thì có một cái loại mà ta nói trong cái loại mà không nên ăn ngày đầu năm á, ta còn nói đến cái yếu tố đó là cái con lobster. Tại vì con lobster đó là cái con mà con tôm hùm á, nó kêu là backward swimming lobsters.
là con loại nó bơi sao bơi bơi lùi. Tôi không biết con lobster nó bơi như thế nào, nhưng mà ta nói đó là con lobster nó bơi lùi. Nó bơi lùi mà khi nó bắt rồi nó khác con heo là đi tới, tiến tới. Con heo đi tiến tới mà con lobster thì nó đi lùi, nó bơi lùi. Cho nên chính như vậy, chúng ta không muốn cái ngày đầu năm ta bắt đầu bằng cái sự thụt lùi, đặc biệt như người làm thương mại. Cho nên có những món ăn mà chúng ta cử ngày đầu năm tối theo một số phong tục của phương Tây, đó là món ăn những con có cánh, nó kiểu nó bay đi hết, thưa quý vị, bay đi cánh chim biển, chuồng không nên. Và cũng có cái điều nữa là cũng trong cái phần mà what not to eat, là những cái gì không nên ăn á, và cái phong cách ăn á, thì trong cái bài viết cùng ký giả mang tên Lisa Sericola của A thông xã AP, mà cái bài này được đăng ngay ngày sáng hôm qua, thưa quý vị, ngay ngày giáp Tết, và họ đăng trên trang 1 và đài truyền hình NBC của Hoa Kỳ, một đài mạnh nhất của Hoa Kỳ, cũng đã nói chuyện trong chương trình ngày qua với toàn dân của Hoa Kỳ, là gì? Họ cho rằng khi mà chúng ta ăn đó, trong ngày đầu năm đó, ngoài cái thức ăn có cái hên và cái xôi như con heo và những con cá cánh, chúng ta thấy rằng có một cái điều là cách ăn đó, là ngay ngày đầu năm, dù đói cách mấy, thưa quý vị, đói rã ruột, quý vị cũng không nên ăn hết tất cả, ăn sạch sẽ, mà để lại đôi chút thức ăn thừa trên cái dĩa, trên cái chén ta ăn. Bởi vì nó có một câu như thế này, thưa quý vị, đó là the leftover, là cái thực phẩm còn để lại trên cái dĩa của quý vị, nó biểu tượng cho một năm của sự giàu có, sự dư thừa, sung mãn. Cho nên quý vị thôi ăn 10 miếng, còn miếng cuối cùng quý vị để lại giùm cho anh cái ngày hôm sau ăn tiếp. Cho nên là cái đó, và cũng chính là cái đó là cái phong tục của nhiều nước ở châu Âu và nhiều nước phương Tây. Tuy nhiên trong ngày đầu năm họ cũng tránh ăn một số món, là cái món chẳng hạn như là tofu nên Dũng hay là món trứng hay là món cheese mà bạch phó mát á, là trắng. Cái phó mát màu trắng á, là bởi vì sao, thưa quý vị, họ theo cái này là bị ảnh hưởng văn hóa Tàu. Họ cho rằng cái màu trắng là màu tang, ngày đầu năm tránh ăn cái màu cái thực phẩm mà mang cái màu trắng. Ví dụ tofu là đậu hũ màu trắng, thưa quý vị, như cái trứng nó màu trắng, cái vỏ màu trắng, hay để cho ta thấy cái cheese phó mát mà màu trắng cũng nên không nên ăn. Như vậy cái biểu tượng của nó, những màu trắng cũng ta không nên ăn. Cho nên họ làm như vậy nhất là cái ngày đầu năm để họ cầu mong cho chúng ta một sự hanh thông, một sự giàu có, một sự thịnh đạt và một sự sung mãn, thưa quý vị. Thì cái này chúng ta thấy rằng nó có một cái sự tương đồng của châu Âu và châu Mỹ. Tại vì người Mỹ, bây giờ chúng ta thấy người Mỹ da trắng á, phần lớn từ châu Âu sang, mà họ đi sang đã mang theo văn hóa theo. Và chúng ta thấy cái trái đất bây giờ nó cũng trở thành gần gũi hơn qua những phương tiện truyền thông. Ví dụ anh Dũng của chúng tôi nói đi, thì quý vị có thể ở Sài Gòn, quý vị có thể cũng chia sẻ nguồn tin này với anh em chúng tôi. Và quý vị có thể ở tại Úc Châu, quý vị có thể ở tại Tân Tây Lan, quý vị có thể ở tại Alaska, và quý vị có thể ở tại Phần Lan, tất cả quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khi mà trong thế giới hiện đại này, cái thông tin nó đang đến nhau nhiều, thì cái niềm tin nó được chia sẻ với nhau, cái văn hóa được chia sẻ với nhau, trong đó có những điều kiêng lành và những điều không nên kiêng, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy cái sự gần gũi giữa văn hóa của Âu Châu, văn hóa Hoa Kỳ, và trong chừng mực nào đó ta thấy sự gần gũi giữa văn hóa Á Đông và văn hóa phương Tây. Phải thưa anh Dũng, trước khi chúng ta sang phần tới thì anh thấy cái này nó anh nghĩ như thế nào thì anh? Vâng, kính thưa quý vị, thật sự nói đến cái màu sắc mà như anh Nguyễn Xuân Nam nói là cái thực phẩm mà chúng ta không ăn trong ngày đầu năm, ngoài những cái chuyện mà những con vật có cánh nó sẽ bay hết những cái hay của mình, thì cái màu trắng vẫn là một cái màu mà đối với những người Đông Phương họ cũng kỵ, bởi vì họ nói là cái sao Thái Bạch, tức là nó màu trắng, bởi vì khi mà sao Thái Bạch là sạch cửa nhà. Và đối với cái người Tây Phương á, thì họ vẫn quan niệm rằng cái màu trắng nó vẫn là một cái màu mà nó mất đi trọn vàng. Vì vậy mà ở trong cái thực phẩm của Á Châu á, họ vẫn chia nhau cái ngũ hành vẫn là chính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và trong cái tạng phủ của con người đó, nghĩa là từ cái tim, phổi, ruột, gan, tất cả những cái đó nó cũng chia thành những cái màu sắc. Tức là cái màu sắc nó tương ứng với cái ngũ hành để mình biết trị liệu, ví dụ như là can, tỳ, mặc hay là đại trường, v.v. Thì cái điều đó nó đã có một cái sự kinh nghiệm lâu dài.
như là chúng ta ăn cái gì màu đỏ, nó làm cho bổ những cái trái tim hoặc là những cái gì mà nó thuộc về cái phần âm trong con người, ví dụ như vậy. Vì vậy mà khi nói đến cái chuyện mà ăn uống và màu sắc á, nó có những cái sự tương ứng hết sức là màu nhiệm ở trong đó. Vì vậy mà những cái thực phẩm mà về vấn đề trái cây đó, họ cũng tìm đủ mọi cách để có thể có đủ cái chất vitamin vào trong cái thực phẩm của chúng ta. Thưa quý vị, ngoài cái vấn đề ăn uống như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe rằng con heo hay là một số những con vật mà đem đến những cái sự may mắn và tài lộc, thì quý vị đã biết rằng cái ý niệm đó, đó là một cái điều mà dẫn dắt chúng ta phải suy tư. Thưa quý vị, cái ý niệm nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có cái mơ ước, nếu chúng ta không có cái sự suy tư, thì cái thành công cũng như là cái kết quả đó nó sẽ không đến đạt như chúng ta. Ví dụ như chúng tôi nói rằng, nếu mà anh muốn trở thành một cái người học giả, thì cái điều đó nó đã thôi thúc anh từ cái muốn đó để nó trở thành kết quả là anh trở thành một nhà học giả. Cũng như là trong cái ngày đầu năm mà anh muốn rằng anh sẽ là một cái người có tài lộc, có cái sự phát triển, có cái sự tốt đẹp, thì ngay cái ý niệm tốt đẹp nó là một cái sự hệ quả của nhân quả. Chính vì cái hệ quả của nhân quả là khi anh muốn là một cái người được may mắn, được thành công, được lucky, và anh làm những cái hành động mà anh sợ phạm đến những cái chuyện sai quấy, thì chắc chắn rằng anh trong suốt năm đó sẽ đạt được những cái thành quả đó. Chính vì vậy mà cái quan niệm đó nó là một cái quan niệm khoa học. Chúng tôi vẫn quan niệm rằng cái niềm tin nó dẫn đến một cái sự kiện mà con người có thể tin tưởng được, và chính vì cái niềm tin đó nó đã tạo nên cái sức sống của con người. Kính thưa quý vị, chúng tôi sở dĩ nói như vậy là bởi vì có những người đi vượt biên vì cái niềm tin ta phải sống, anh phải sống, mà chúng ta phải sống để gặp nhau, vì cái niềm tin đó đã vượt qua những cái cơn đói có thể là rã ruột. Nhưng mà có những người thất vọng, họ chỉ bị những cái cơn nghĩa là sống dữ và vài ba tuần như vậy thì họ sẽ chết ngay lập tức ở trên biển cả. Cho nên cái niềm tin đó nó trở thành một cái lực rất là mạnh, mà chúng tôi tin tưởng rằng chính cái lực đó là cái lực có vật chất, có cái sự kiện. Cho nên trở về với cái thức ăn, chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta làm như vậy thì chắc chắn rằng nó có một cái điều gì đó. Xin mời Nguyễn Xuân Nam nói tiếp về nếu chúng ta không ăn những cái con vật, chúng ta không ăn những cái loại mà thịt, thì chúng ta có những cái trái cây như thế nào và cách bài biện trái cây như thế nào, nó là một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần phải chia sẻ với con quý thính. Anh ơi, em lo quá, chiếc xe mới toanh mà vừa bị đụng tan tành rồi. Đừng lo chi cho mệt em à, hãy giao xe cho Thai trên Auto Body Repair, nơi này sẽ sửa chiếc xe em lại trông như mới. Nhiều người nhìn vào xe cũng không phân biệt là xe đã bị đụng nữa đó em. Thai Tinh còn giúp cho em deal với bảo hiểm cho em nữa. Đừng lo chi cho mệt em ạ. Thai Tinh Auto Body Repair, thiết bị hiện đại, kỹ thuật viên lành nghề, uy tín, đúng hạn, giá cả phải chăng. Hãy gọi ngay cho anh Sáng 408-441-6888, 441-6888. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, nói với những người mà có những người họ sống không phải bằng thịt, bởi vì chúng ta thấy là thịt mà nuôi từ nước Mỹ này nó cũng đầy hóa chất. Con vật của chúng ta ăn nhiều lúc nó không phải là con heo, nó không ra ngoài nó ăn cỏ hay là ăn những thực phẩm mà nó kêu là vô cơ, như là chúng ta biết, hay nó ăn những cái rau cỏ ngoài đồng ngoài ruộng như ta biết nữa, mà thực phẩm nuôi tại Mỹ dù thịt con gì chăng nữa họ nuôi bằng hóa chất rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta ăn vô, nhiều người họ ăn hóa chất và vô cơ. Cho nên chính như vậy có nhiều người họ chống ăn mặn đó, họ không ăn thịt đó không phải vì họ tu hành, một số là vì tu hành, họ tập luyện cái phương pháp chống sát sanh, không nên sát sanh, bởi vì khi ta ăn vào con cái con vật vào, con vật nó chết nó bị làm thịt, nó đau đớn như mình vậy. Và có nhiều người cho rằng là nó nuôi trong người mình cái bằng cái hóa chất không có tốt. Cho nên chúng ta thấy có một số người bây giờ khuynh hướng, chẳng hạn như ông Clinton, tổng thống Bill Clinton bây giờ ông là người chay trường. Bởi vì ông không phải vì ông là tu theo đạo Phật, nhưng ông Clinton ông ăn vì sức khỏe. Hay là có một số người mà tài tử rất nổi tiếng Hoa Kỳ hiện nay cũng là người ăn chay trường. Có những người thì tu theo đạo Phật, có những người thì họ dưỡng sinh, họ không muốn cái hóa chất đi vào trong người họ, vân vân và vân vân. Cho nên với một số người mà ăn chay thì thường họ ăn rau quả, họ ăn rau quả rất nhiều, để mà trong cái rau quả nó cũng có cái loại rau và quả đó trong ngày đầu năm. Thưa quý vị, ví dụ chúng ta thấy đối với cái tập tục á, ta hay có một câu như thế này, thưa quý vị đừng có tự ái.
ta kia là không ăn đậu thì không phải người Mỹ, mà không đi trễ thì không phải Việt Nam. Cho cái thói quen ăn đậu người Mỹ nó giống như thói quen đi trễ người Việt Nam vậy. Đám cưới nói là 6 giờ đôi khi tới 8 giờ, 9 giờ chúng ta bắt đầu đám cưới. Ăn vui dỗ thì lỗ thân buổi ngày. Anh thấy không? Cho nên cái điều đó, nhưng mà nói ở đây đó, nói cái vấn đề mà đậu đó, thì đối với người phương Tây á, cái đậu là một thực phẩm gọi là may mắn của đầu năm. Quý vị đến nhà hàng chay, quý vị có thể ăn những món đậu. Nếu quý vị kiêng cái tofu đầu năm á, thì bị nó màu trắng, tiêu vị ăn cái những cái món đậu. Mà ta nói là, và những loại trái cây, tí nữa đây ta đi sâu hơn cái trái cây hình vòng tròn. Nhưng mà có những loại trái cây sâu, nhưng mà ta nói đậu được xem á, là biểu hiện của tiền bạc, sự thịnh vượng trong rất nhiều nền văn hóa. Đối với người Nhật đó, có cái đậu tên là black beans, là đậu đen. Tuy nhiên nó không có đen. Đậu đen mà nó không có đen, mà người Nhật nó gọi là kuromami đó. Cái đậu này được xem là cái đậu may mắn. Và cái người Mẹ họ cũng có cái thói quen ăn đậu kỳ đầu năm. Ăn đậu kỳ đầu năm. Trên cái đậu đó, cái chất dinh dưỡng nó rất là cao. Nhưng đồng thời, tại vì cái đậu nó tròn. Nó hình tròn. Đúng không? Cho nên nó hình tròn thì nó biểu tượng, nó giống cái đồng tiền vậy. Nó biểu tượng của tiền bạc, là biểu tượng của sự may mắn nữa. Cho nên chúng ta ăn đậu kỳ đầu năm á, được xem á, là chúng ta ăn những cái thực phẩm biểu tượng cho sự giàu có của tiền bạc và biểu tượng cho sự may mắn trong ngày đầu năm. Cho nên nếu quý vị ăn chay á, có một số người họ ăn những cái loại khác nó cũng giống hình như vậy. Miễn là cây trái đậu đều có cái hình vòng tròn. Thậm chí quý vị có thể ăn những cái loại bánh á, mà nó mọc hình tròn. Cũng là cái điều may mắn cho ngày đầu năm. Bởi vì chúng ta không phải cứng nhắc áp dụng cái đó, mà ta thấy ý nghĩa như Dũng mà nói, cái ý nghĩa rất là quan trọng khi ta khái niệm rằng tôi ta cần sự may mắn và chúng ta ăn với cái thực phẩm may mắn, thì những đậu, củ, trái, bầu tròn đều là những cái thực phẩm tốt cho ngày đầu năm. Nhưng mà nếu quý vị tin nặng hơn nữa, như cái truyền thống của các nước châu Âu, thì những cái tofu này nọ thì tránh được màu trắng. Tuy nhiên á, có một cái món, một vài cái điều mà ta thấy giao thoa giữa văn hóa Âu Châu và văn hóa Á Châu, văn hóa Âu Mỹ, văn hóa Á Châu, nó có cái điều này. Chẳng cho ta thấy cái trái mà được xem là trái tuyệt vời nhất của ngày đầu năm là trái lựu. Anh nhớ đó, cái câu thơ cổ không? Lựu hỏi thì đào. Không không, cái câu thơ cổ là cái lựu đỏ đó, là chúng ta thấy trái lựu nó vừa tròn, mà cái vòng tròn của trái lựu nó phình to, rất là to. Và trong đó quý vị bổ trái lựu ra thì trên trong đó cả một cái hạt màu đỏ, một rừng hạt màu đỏ. Đó là một cái hạt lựu bên trong á, nó tầng tầng lớp lớp, nó nối kết lẫn nhau màu đỏ chót như vậy. Cho nên khi ta ăn trái lựu, ta ăn á là cái sự giàu có. Nó biểu tượng sự giàu có, mà sự giàu có cực kỳ giàu có, cực kỳ sung túc trên trái lựu là cái đầu năm. Chứ trong cái bàn mà gọi là bàn tiệc của phương Tây đó, bàn tiệc phương Tây thường thường họ đặt, chúng ta thấy không phải vô ý đâu, ở Việt Nam có cái mâm ngũ quả đó, có người bảo là dầu vừa đủ xài, có người xài lít ba ga. Nhưng mà chúng ta thấy cái ngũ quả của người Việt mình ở phương Tây nó bắt đầu từ 12 trái cây, 12 cái trái cây hạt củ đậu bằng tròn để đem cái đĩa trong cái bữa tiệc đầu năm. Bởi vì sao? 12 trái cây đó nó tượng trưng cho 12 tháng. 12 tháng no tròn, 12 tháng tròn đầy. Có những người như cái phong tục người Mẹ, họ để 12 cái trái mà grape, trái nho đó trong cái đĩa trên bàn tiệc vào ngày đầu năm. Và mỗi người ăn cái 12 trái của mình, và họ ăn từng trái một cho tiêu biểu từng tháng một. Họ ăn vào, họ rất là tâm thành, ăn vào trái đầu tiên, đây là trái của tháng Giêng. Họ nghe trong đó cái mùi vị ngon, mùi vị thơm, mùi vị ngọt của nó, thì mình biết họ tin rằng tháng Giêng là cái tháng mà tốt đẹp nhất. Nếu họ đang từng ăn tháng Giêng xong ăn tháng 2, cứ mỗi trái ăn chậm chạp, họ ăn từ từ, họ cảm giác cái vị của nó, họ biết rằng cái tháng nào mà chua cái đó, rồi thôi tháng này đừng làm ăn nha, cái tháng này là tháng xui. Right. Cho nên họ ăn 12 trái, 12 cái nho trong năm, và họ ngồi họ tưởng tượng ra 10 cái vận của họ 12 tháng như thế nào.
Cho nên chúng ta không phải chỉ có người Đông Phương chúng ta mới là coi giờ, rồi xuất hành, rồi ngũ quả đâu. Bên phương Tây nó cũng vậy. Đây là hình thức của ngũ quả. Đây gọi là hình thức của ngũ quả. Thì chúng ta thấy rằng có người của nó là ôi ra cái chuyện mà tin tưởng ngũ quả, thờ cúng này nọ, đầu năm lễ bái, đầu năm xuất hành xuất cổ. Đó là ba cái thứ lạc hậu của mấy ông nhà quê Việt Nam ngày xưa. Thưa quý vị, không hẳn như vậy. Ngay cả những cái vùng đất mà gọi là văn minh nhất, ánh sáng nhất, triết học nhất, khoa học nhất, kỹ thuật nhất, vẫn có những người trí thức và họ tin vào cái điều như vậy. Cho nên chúng tôi vẫn với nói Dũng sáng nay hai anh em ngồi đọc, ta nói có thờ thì có thiên và có kiên thì có lành. Cho nên nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta không tin chăng nữa, nhưng mà chúng ta thực hiện cái điều này, chúng ta cảm giác, chúng ta hưởng trọn cái không khí của triết học, của văn hóa, của niềm tin, của tinh thần, và nó tạo cho đời sống chúng ta một cách phong phú hơn, đầy tính chất văn hóa hơn, thì chúng ta thấy rằng là cái đó là cái điều mà chúng ta nên tin. Chốc ở đây chúng ta sẽ nói, chúng tôi và anh Dũng, thưa quý vị, tại sao cái món ăn Việt Nam mà đã thành hiện nay được nổi tiếng thế giới, thưa quý vị. Chúng ta đừng có tưởng là Việt Nam mình là lạc hậu, cái gì cũng lạc hậu, mình có cái ngon lắm phải không ta? Dạ vâng, đúng rồi. Thưa quý vị là như thế này nè, bởi vì nếu mà nói đến cái văn hóa của người Việt Nam á, riêng trong ngày Tết đó, chúng ta có rất nhiều cái tài liệu để nói đến cái niềm tin của người Việt trong cái ba ngày Tết. Ví dụ như là anh Nguyễn Xuân Nam vừa nói là vấn đề mà đâm quả tử, ngũ quả đó. Trong đó chúng ta thấy là có trái thơm nè, có trái xoài, có trái dừa, có trái sung, rồi có trái đu đủ. Sau này thì người ta chế thêm rồi có cái gọi là lip baga đó. Thì đó là chuyện vui thôi. Tuy nhiên cái ý niệm trong cái ngày đầu xuân đó, người ta kiên cử để mà cúng cũng như là trưng bày cái trái chuối, là bởi vì họ nghe cái âm thanh là chuối, có nghĩa là chuối mũi. Nó giống như là con heo mà chỉ có đi hướng đi tới thôi chứ không có đi lui, giống như con lobster, con tôm hùm. Thì đó là một cái ý niệm, mà cái ý niệm đó nó đã dính với cái sự suy tư của người Việt Nam. Và trong cái suy tư đó, người ta đã mang cái văn hóa đó khắp toàn cầu. Và thậm chí người Việt của chúng ta ở khắp nơi, như là ở Úc Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ này, mỗi một độ xuân về thì những cái trái cây mà nó tượng trưng cho cái sự giàu sang như là trái mãng cầu bán rất là đắt. Trong khi đó chuối, dù là những cái buồng chuối chín rất là vàng, nhưng mà ít có ai dám mua để mà trưng vào trong cái ngày đó. Thì riêng tại Hoa Kỳ này đó, như Nam vừa nói hồi nãy đó, tại tòa Bạch Ốc cũng giống y những cái phong tục, và chính những bà phu nhân ở trong tòa Bạch Ốc cũng làm những cái công việc giống như chúng ta nghĩ. Đừng tưởng rằng ở tại Âu Châu thì người ta có những cái tinh thần phóng khoáng rồi người ta không nghĩ cái chuyện đó. Không, người ta nghĩ còn nghĩ nhiều hơn chúng ta, và họ còn làm những cái sự kiện đó. Riêng đặc biệt ở tại Đài Loan cũng như là tại Trung Hoa, khi chúng tôi có dịp tiếp xúc thì chúng tôi vẫn thấy rằng họ vẫn trưng bày những trái chuối, bởi vì họ quan niệm trái chuối là một cái sự no tròn và đầy đủ, cũng như là trái lựu ở tại đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong một cái câu trước năm 1975, chúng tôi còn nghe là Việt Nam là một nước nhỏ trong vạn quốc, nhưng sau này làm chủ mới là kỳ. Cái câu đó nó thuộc về cái câu sấm. Tuy nhiên sở dĩ chúng tôi dẫn chứng cái ra đây đó, anh viết cái câu đó tôi cái sấm của sư Đại Bán Khoai. Yeah. Tôi nhỏ, hồi nhỏ tôi nghe thế này nè, Việt Nam như thể cái lầu, rồi đây các nước đâu đâu phục tùng. Đúng rồi. Sấm của sư Đại Bán Khoai. Đúng rồi đó. Yeah. Chính vì cái câu đó đó mà sở dĩ chúng ta nghiệm ra thì hiện bây giờ nó cũng có những cái sự linh thiêng. Bởi vì Việt Nam là một nước nhỏ, công nhận nó nhỏ hơn một số các quốc gia khác, nhưng mà chúng tôi đi chỗ nào, bất cứ ở một nơi đâu, đặc biệt là một cái cường quốc như Hoa Kỳ này, khi mà quý vị vào trong quốc hội, quý vị cũng có thể gặp người Việt Nam phụ trách một vài cái công việc gì đó. Vào trong tòa Bạch Ốc cũng có người Việt Nam ngồi ở trong đó để làm những cái công việc hành chính. Và nó xin lỗi, tất cả những cái công việc cao như là lên không gian cho đến những cái công việc bình thường đều có người Việt Nam, chứng tỏ là người Việt Nam đã có những cái sự hiện diện của họ khắp nơi. Bây giờ trở lại, cái món ăn của người Việt Nam nó cũng có thể thể hiện được cái câu thơ này. Mà bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng ta nghe anh Nguyễn Xuân Nam nói đến cái món ăn mà Việt Nam ngày hôm nay nó đã trở thành một cái món ăn mà người Tây Phương để ý tới, và họ công nhận là cái món ăn này nó đầy đủ về cái màu sắc, về cái ý nghĩa, về cái chất dinh dưỡng, nó tạo nên cái sự may mắn, cái sự lucky trong cái ngày đầu năm của Âu Tây như thế nào. Xin mời anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn anh. Trước khi mà người ta sang món ăn Việt Nam á, có món ăn của Nhật cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Đó là cái món mà mì sợi dài của Nhật Bản á. Mì sợi dài Nhật Bản thì cái soba đó, nó ăn cái món này ngày đầu năm á,
là rằng chúng ta có hiếu cha mẹ. Chúng ta biết là chúng ta muốn cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Đầu năm chúng ta mời bố mẹ ăn một miếng nhỏ thôi, tiêu biểu mà. Cái món mà món mì sopa, mì sopa là cái mì mà mì sợi dài của Nhật Bản ấy, tại vì nó tượng trưng cho sự trường thọ. Cho nên cái chuyện mà ông cha không thấy đứa con mà bưng lên cái bát mì của Nhật Bản ấy, thì ông cha thấy là đứa con nó mong muốn mình trường thọ. Cho nên cái lòng hiếu để của mình có thể làm rung động cái tấm lòng của cha già và mẹ già. Cho nên nhiều lúc chúng ta không biết nó đúng hay không, nhưng mà đó là cái ước nguyện. Cái món ăn nó bày tỏ ước nguyện của đám con muốn cho cha mẹ mình sống trường thọ, sống trăm tuổi với con cháu. Cho nên nhiều lúc nó tác động vào tâm lý, nó làm cho người cha rung động, xúc động và sống hạnh phúc hơn. Mà khi mà ta rung động, xúc động, sống hạnh phúc hơn thì người ta sẽ trường thọ hơn và qua khỏi bệnh. Cho nên cái tâm lý và ý chí đó, từ cái món ăn chúng ta dâng cha mẹ và ngày đầu năm đó, nó tiêu biểu cho một cái lòng ước nguyện của mình. Và cha mẹ cũng sẽ nhận từ món ăn đó một tấm lòng của con cái. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên nói tới, bây giờ nói tới thực phẩm Việt Nam, chúng tôi rất là ngạc nhiên thưa quý vị, trong cái dòng tìm hiểu các món ăn, cái cổ truyền hay là chúng ta những cái thực phẩm, những cái niềm tin vào ngày Tết đó, thì tôi bắt gặp trên cái đài truyền hình NBC của Hoa Kỳ một cái câu chuyện mà nó giới thiệu cái món ăn Việt Nam. Đó là cái món mà chúng tôi sắp kể quý vị. Trở lại thưa anh Dũng á, là trở lại người Việt Nam chúng ta đó, ta quan niệm âm dương, ngũ hành và ngũ sắc. Chúng ta thấy nó bàn bạc trong cái văn hóa Việt Nam. Chúng ta thấy chẳng hạn như là con gà cục tác lá chanh, con lợn uổng yển mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi củ riềng. Cái con gà thì nó là dương. Thì cái lá chanh đó, là âm. Nó âm. Thì hai cái này ta ăn vô, chứ ăn cái dương không, nó vô trong người, nó tạo cho ta đau bệnh, bởi nó tạo sự bất cân bằng. Đó là imbalance của yin and yang, sự bất cân bằng, sự mất cân đối âm và dương trong cơ thể. Và khi chúng ta mất cân đối, giống như chúng ta chỉ có ngày và không có đêm, hoặc là chỉ có đêm mà không có ngày, thì khi mà thế giới mà chỉ có ngày và không có đêm, không có đêm có ngày là thế giới bệnh hoạn. Cũng như cơ thể chúng ta, nếu có dương mà thiếu âm, có âm thiếu dương là cơ thể bình hoạn. Cho chúng ta cần một cái sự quân bình, một sự cân đối trong âm dương. Ngày xưa cái thuật ăn uống ngày xưa đó, chúng ta thấy các cụ phân tích rất là hay. Chúng con gà tục tác lá chanh, con lợn uổng yển mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi củ riềng. Quý vị ra ở miền Bắc á, mà quý vị gặp những sĩ phu của Bắc Kỳ và những người nho học ngày xưa, quý vị đặt cái đũa xuống cái mâm cơm á, mà quý vị chỉ ăn cái miếng thịt không, mà không ăn con không ăn nó sống đôi đâu như âm dương á, thì các cụ sĩ phu Bắc Kỳ họ khinh thường mình lắm. Họ cho rằng cậu này vô văn hóa, ăn không có văn hóa, ăn không có triết học, ăn không là phong cách của nho gia. Cho nên cái phẩm cách của mình ta bị coi thường, cái kiến thức của mình bị coi thường. Và bên cạnh sự coi thường đó, trong đẳng cấp xã hội, trong cái chiếu làng trên làng dưới, chúng ta còn đem cái sự họa vô trong người chúng ta nữa, là cái mất quân bình âm dương. Chúng ta thấy là sự tích trầu cau nổi tiếng dân tộc Việt Nam là âm và dương. Cái cau nó mọc trên không gian, cái lá trầu nó mọc từ dưới đất, nó bám lấy cái thân cau. Âm và dương nó quyện lại với nhau, là tình nghĩa, là trọn vẹn, là sự sống, là vĩnh cửu, là tốt đẹp. Mà khi mà đó là cái tục ăn trầu, nó cũng tượng trưng cho cái âm dương Việt Nam. Chúng ta sơn tinh thủy tinh là âm và dương. Cho cái nhịp sống của dân tộc Việt Nam, cái nhịp sống của tổ tiên Việt Nam, nhịp sống của văn hóa Việt Nam là âm dương. Ngũ hành thì nãy Dũng nói rồi, ngũ sắc á, thì nó phải năm sắc, nó cấu trúc lại với nhau. Thì họ cho rằng cái món ăn của Việt Nam mà phải rồi là hồi nãy giờ nó vừa biểu hiện âm dương, ngũ hành, ngũ sắc, và biểu hiện cái sự tươi mát, biểu hiện sự sung túc, biểu hiện sự sung mãn, là món ăn chúng tôi sẽ thưa sao không? Thưa quý vị ngay bây giờ cho quý vị sao không? Là quý vị thấy nó rất khi câu chúng tôi bài báo chúng tôi in ra đó, để cho quý vị thấy chứng kiến là mình nói, mà rất tí nữa đây đó thì
quý vị xem truyền Việt Nam thì anh mà kỹ thuật viên Hoàng Vũ của chúng tôi sẽ đặt cái hình này lên trên cho quý vị xem cái món ăn nó như thế nào để quý vị tưởng tượng. Nhưng mà người ta gọi là Vietnamese style shrimp in lettuce cups, đó là một cái bài viết hẳn hoi về cái món ăn này, và họ khuyên chúng ta, cả cái người phương Tây và người phương Đông, nên ăn nó như một cái điều, cái món ăn đầu tiên của mừng năm mới. Chúng thấy trong đó cái âm dương thế nào, con shrimp á là nó mang dương, con tôm á nó mang chất dương, và cái bắp cải á mang chất âm. Và cái con cái bắp cải, cho ta lấy một cái bè bắp cải á, nó thành một cái giống như cái dĩa vậy, nó giống như cái cấp vậy, và giống cái chén vậy, nó chứa đựng, nó giống như cái tật để chứa đựng, thay vì ta chứa trên cái chén, ta chứa trên cái dĩa, thì cái miếng bẹ cải đó, bẹ bắp cải đó, nó trở thành một cái dĩa, cái chén, cái dĩa, và chúng ta bỏ những cái loại gỏi ngũ sắc lên nó. Cái ngũ sắc nó nằm nền tảng trên cái âm đó, trên cái âm đó, và dưới nền cơ sở mãnh liệt của cái âm đó, thì trên nền con tôm màu đỏ mang tính chất dương, cả về bản chất của con tôm và kể cả màu sắc là màu đỏ, nó để trên đó và những vài cái cọng ớt màu đỏ lên trên đó nữa, những cái cọng màu đỏ lên đó, nó khiến chúng ta thấy đó cái cả cái ngũ sắc đều có trong này, và một số cái beans, một số tàu, một số rau cỏ khác nó trang trí lên trên, chúng ta có thấy có cả âm, có cả dương, có cả trời, cả đất, cả ngũ sắc, và rất là, thưa quý vị, nó rất là dinh dưỡng, không có tật bệnh. Nó vừa là biểu hiện cả triết học, cả trời đất, cả vũ trụ, cả sức khỏe, cả tài lộc, cả may mắn trong đó. Cho nên cái món đó, tại sao trong thế gian hàng triệu triệu món ăn này, chúng ta thấy cái phim là Nước Mắt Đại Trường Kim, chúng ta thấy cả một nền văn hóa ẩm thực của Nam Hàn dựng lên thành cái phim như vậy. Và tại sao món ăn của Nam Hàn không được MSNBC nó đưa lên thành một món tiêu biểu cho một cái thực phẩm Việt Nam, cho thực phẩm của thế giới nhân cái ngày đầu xuân? Mà tại sao cái đài truyền hình lớn ở Mỹ lại chọn một cái món ăn giới thiệu của món ăn Việt Nam cho ngày đầu xuân, cho là cái món ăn tiêu biểu của ngày đầu năm mới? Cho nên chúng ta gần nhà thì gọi bụt bằng anh, chúng ta ở trong cái nền văn hóa Việt, chúng ta chưa thấy cái chất Việt mình. Các quý vị ra hỏi con em của mình á, nó hỏi vậy thì ba cái má chú bác cứ cho là mình có tự hào dân tộc, mình phải tự hào mình người Việt Nam, mình có cái gì tự hào Việt Nam? Thì đấy, thưa quý vị, ngay cái đầu tiên, ngay cái đầu năm mới này, chúng ta cái ăn uống Việt Nam cũng được trở thành một cái sự chọn lựa của thế giới, trở thành một tiêu biểu của vấn đề ẩm thực ngày đầu xuân. Đó là một tự hào chứ. Đó là một tự hào. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng trong cái kho tàng về ẩm thực, văn hóa, triết học, lối sống của Việt Nam có những cái điểm rất đặc biệt. Mà trong ngày hôm nay, anh Nguyễn Hồng Dũng có nói chúng tôi một cái điều mà chúng tôi phải nói ngày hôm nay, là chúng ta cũng nhân cái vấn đề đầu năm này, chúng ta đừng nhìn lại với những cái phong tục văn hóa mình mà so với Âu Tây mình cho rằng lạc hậu. Có cái chúng ta nên dặn lọc lại, chúng ta có những cái văn hóa, chúng ta có những cái độc đáo riêng của mình. Cái món ăn này đâu phải ảnh hưởng của Tảo, đúng không? Đúng rồi. Cũng chẳng ảnh hưởng của Tây nữa, mà nó trộn lẫn cả một cái từ câu chuyện trầu câu, câu chuyện sơn tinh thủy tinh, nó trộn lẫn với tất cả cái tinh hoa của văn hóa Á Châu vào trong món ăn này, để nó biến nó trở thành một món ăn đầu tiên ăn mừng năm mới. Cho nên nhân đây chúng tôi xin thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng nên chọn món ăn này trở thành một món ăn của người Việt khắp năm châu bốn biển. Cộng thêm trong cái ngày đầu xuân chúng ta có bánh chưng, bánh dày, đúng không? Yeah. Chúng ta có những cái ngũ quả, thịt heo có ngũ quả, thì chúng ta cũng nên phát triển món ăn mà thế giới đang thừa nhận, đó là món ăn tiêu biểu của người Việt, để chúng ta mừng năm mới với chất Việt Nam đi vào đời, với phẩm hạnh người Việt Nam và niềm tin người Việt Nam trên cái hành tinh này. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã cho chúng ta thấy được một cái sự tự hào của dân tộc Việt Nam qua cái phong tục về vấn đề văn hóa ăn uống. Nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử của Việt Nam chúng ta, bên phía nam của dòng sông Dương Tử, 100 giống Bách Việt, thì người Việt Nam của chúng ta còn là dân tộc Việt Nam còn sót lại. Chúng tôi muốn nói như vậy để tách rời ra những cái sự kiện có sự liên hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, như là một số báo chí cũng như là một số những nhà mại bản đã đưa ra những cái quan niệm như vậy.
Chúng tôi muốn tách rời như vậy để thấy rằng cái văn hóa Việt Nam là một loại văn hóa độc lập do người Việt Nam sáng tạo và do Việt Nam đã phát triển khắp nơi trên thế giới. Nếu mà nói cái chữ ăn hay là cái chữ mà về cái phẩm chất của văn hóa liên quan đến cái ăn ấy, thì một cuốn từ điển nói về cái chữ ăn này vào khoảng 3-4 ngàn chữ cũng không đủ để diễn tả được. Như vậy thì vấn đề ăn uống chúng ta nói hoài, nói mãi cũng không thể diễn tả được trong thời gian của truyền hình Việt Nam TV. Tuy nhiên, chúng tôi muốn xin thưa với quý vị, dân tộc Việt Nam của chúng ta có một nền văn hóa riêng biệt. Cái nền văn hóa đó nó đã tách rời với một cái nền văn hóa mà chúng ta cứ tưởng rằng nó đã thể nhập hay là nó đã bắt chước từ một cái nền văn hóa Bắc Phương. Điều đó hoàn toàn sai trái. Cho nên chúng ta có cái sự tự hào về văn hóa riêng và đặc biệt là trong cái vấn đề ăn uống và ẩm thực. Cho nên ngày hôm nay thế giới đã công nhận một vài món ăn như là phở của Việt Nam, nước mắm của Việt Nam chẳng hạn. Và bây giờ món ăn đầu năm để người ta đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự giàu sang phú quý của họ trong năm mới. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện và vui mừng. Nhân dịp ngày đầu xuân của năm 2011, ngày mùng 1 tháng 1, chúng tôi, nhóm truyền hình Việt Nam muốn nói cùng với quý vị rất nhiều, đặc biệt là nhiều cái nền văn hóa khác nhau, nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải lượt qua để chúng ta phải làm thế nào mà bảo vệ, bảo tồn và phát huy cái nền văn hóa của nước nhà cũng như ở tại đây. Nhưng thời gian chúng tôi cũng có hạn, chỉ xin được nói đến những sự kiện liên hệ một cách trực tiếp đến cái ngày 1 tháng 1 hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong suốt nhiều năm qua và đặc biệt trong chương trình của ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cầu chúc quý vị một ngày bình an và một năm mới 2011 hạnh phúc, sức khỏe, tài lộc và vạn sự hanh thông. Xin mời Nguyễn Xuân Nam nói lời từ biệt. Kính thưa quý vị, có lẽ nó sáng đây khi mà chúng tôi thức dậy thì một vài anh em rủ đi uống cà phê. Thì trong ra quán cà phê mấy anh em mới nói nhau cái này nè. Xem ra đó tranh luận thì mình để bên tranh luận đi. Nhưng mà nói cái sự cần thiết có tới Tây hay tới ta thì có lẽ chúng ta vẫn cần thiết cái tới ta hơn. Bởi vì có nhiều người cho rằng nó vẫn có thiêng liêng, nó gần gũi chờ đợi hơn. Tất Tây nó đến lặng lẽ cũng đến nhưng cũng lại đi. Nó thiếu cái màu sắc đó thưa quý vị. Cho nên chúng tôi góp phần bằng cái thực tế mà cái cảm giác chúng ta đã trải qua ngày đầu năm của dương lịch và đầu năm âm lịch. Sắp tới trong cái chương trình mà chuẩn bị cho năm âm lịch, thưa quý vị, năm nay thì nhóm truyền Việt Nam chúng tôi quyết định sẽ làm một cái công việc cũng cổ suý cho đặc biệt cho thế hệ trẻ chúng ta lớn lên từ hải ngoại hay các em lớn trong nước và ít biết cái nền văn hóa của Việt Nam đâu là cái tính dân tộc thực sự của cái Tết Việt Nam. Chúng tôi sẽ đóng góp quý vị một phần nhỏ. Hôm nay chúng tôi nói có chút đỉnh liên quan đến cái văn hóa Việt Nam trong ngày Tết, cái độc đáo văn hóa Việt Nam trong đề ẩm thực ngày Tết, thì chúng tôi sẽ trở lại đề tài này với những cái ý nghĩa gần gũi hơn cho cái ngày Tết Việt Nam trong chương trình Tết Việt Nam quý vị đón nghe trong chương trình truyền hình này. Nói xa thì cũng qua nói gần thưa quý vị. Cái câu chuyện, mục đích câu chuyện hôm nay lên thì cũng nhằm để đem lại quý vị một số cái vận may, một số cái niềm vui ngày Tết và một lời chúc tụng trường thọ, hạnh phúc và giàu có đến tất cả những thính giả của truyền hình Việt Nam và độc giả Kali Today. Anh Hồng Dũng và chúng tôi thay mặt nhóm anh em từ anh em đang có mặt trên cái làn sóng này cũng như một số anh em đang làm mặt kỹ thuật bên trong tận tụy làm việc suốt 365 ngày vừa qua để gửi đến quý vị những thước phim nóng hổi về thời sự, về chính trị, về văn hóa và xã hội. Thì thay mặt tất cả anh em dù là ở trên ánh sáng hay trong bóng tối, chúng tôi xin cảm ơn cái sự yểm trợ, ủng hộ và khích lệ của tất cả quý vị và chúc quý vị bước vào năm 2011 đầy thành công, thắng lợi và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị, Nguyễn Hồng Dũng và Nguyễn Xuân Nam xin chia tay quý vị ở đây. Happy New Year. I have a dream, a song to sing. Giấc ngủ được xem là đầy dị khoái trong đời sống của chúng ta. 1/3 cuộc đời của bạn diễn ra trên giường ngủ. Để có một giấc ngủ ngon, tuyệt vời, chiếc nệm tốt, chiếc giường tốt chính là điều mà bạn không thể không nghĩ đến. City Sleepwear là nơi quý vị tìm đến để có chiếc nệm ngon, chiếc giường tốt
và để có một giấc ngủ tuyệt vời.